Thưa quý vị, sáng nay 26 tháng 10, nhằm mùng 2 tháng 10 âm lịch, triều cường dâng cao và gây ngập ở một số tuyến đường trong thành phố. Theo văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, mực nước được đo vào lúc 6 giờ sáng nay là 2m14, vượt mức báo động 3 là 14cm, thấp hơn đỉnh triều cường của rằm tháng 9 âm lịch. Tuy nhiên, trước tình hình phức tạp của triều cường và kèm theo thời tiết có mưa, nên nguy cơ ngập kéo dài, người dân cần cảnh giác điều chỉnh việc đi lại cho phù hợp và an toàn hơn.